Rồi. Xin chào quý vị. Đây là thầy đang làm gì vậy thầy? Thầy trồng sen. À, trồng sen quý vị, đấy là thầy chùa Một Cột đó quý vị. Chùa Một Cột đẹp chưa? Đó, là thầy sẽ trồng sen xung quanh chùa vậy ạ. Đó. Con cái giờ thấp. Dạ Con coi cái cách là thầy dạ. chỉ cần cái gì cái bữa nó lên. Ừ. Cái này con thấy đất nó không 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 đúng 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 phải bùn phải bùn à, phải bùn bùn. Phải bùn phải bùn bây giờ thầy chỉ cần một vài cái nhỏ thôi. À, một vài cái nhỏ thôi hay là quyết lại cái giáo xuống cho thầy nữa trong cuộc đời mà nếu không có thì mình phải đây à, đúng đúng, đúng, không? Đúng trong trường hợp có giáo sao đây thì à. Cái này hôm trước như nó có bỏ phân rồi không dạ đúng rồi vậy đó mà mình không làm không ai làm à rồi con hiểu rồi thầy cũng làm rồi vẫn cứ y chang một tháng một năm xong quay lại y chang vậy hả rồi đúng rồi đây à cái hồ này cái này hôm trước mà có con nhớ lần chú Lâm hay ai bỏ phân 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 chú Trường bỏ dưới á đó quý vị thấy không đây là cái hồ này thầy đúc bê tông của quý vị đó bây giờ đã bỏ bùn dưới sẵn rồi bùn đã phân rồi thì bây giờ thầy làm vài vài gốc sen vậy đó rồi vài củ sen vậy đó chứ mai mốt là thành một hồ sen đó quý vị thấy ha hay chỉ còn một cử chỉ nhỏ vậy dạ hay quá sen hồng thế ha sen này sen đỏ đẹp sen đỏ tuyệt vời cái sen này là thầy đem cũng từ Việt Nam à thầy sen này thầy đưa thầy đem từ Việt Nam qua nhé quý vị à. Tuyệt vời dạ ngôi chùa Việt Nam thầy chữ Phật sen từ Việt Nam luôn ở chữ Phật hay quá cái này nó lá nó nhỏ là bởi vì trên kia con thấy đất nó hết à con tưởng là lý do là cái giọng này nhỏ hoặc là do cái yếu ít phân à rồi rồi đó. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại Lâm Tini Nepal dương lịch sư phụ đang trồng sen chỉ một cửa nhỏ chỉ nhỏ vậy tuy nhiên mai mốt là có thể thành một cái hồ sen đó quý vị dạ 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 đúng rồi một cái nó chỉ cần một cái ngó sen nhỏ thôi dạ hay quá đó, quý vị đi thầy đi cẩn thận đấy. Cái hồ như vậy quý vị đẹp chưa nó sư phụ đi này nó chánh điện xa xa quý vị thấy đó là chánh điện đó chánh điện đó quý vị thấy không đây là chùa Một Cột này đẹp chưa đó. Đấy. Vừa rồi là chùa mình các chú trồng thành công sụng đấy quý vị, sụng đấy. Đó, đợt đó con cũng xuống đây trồng này. Đó, bây giờ sẽ trồng sen. Rồi, à. Bây giờ cái này đó là thầy để thầy. Rồi. Thầy gửi đi con chứ quay. Sao đâu? Coi cụ quý vị coi cụ Huyền Diêu cụ xuống trồng sen nha quý vị. Năm nay cụ gần 80 rồi. Dạ cầu nguyện thầy sức khỏe tốt. Đó, ai xem được video này thì cầu nguyện cho 11 điều của thầy sớm thành tựu, thầy mạnh khỏe, sống trường thọ để cứu giúp chúng sanh. Đó, không phải không? Dạ. Nó bây giờ ở đây đó. Dạ. Nó nằm riêng ra. Dạ. Cái thì mình cho nó đi xuống vậy nè. Dạ. Đó. Cái này nó tự nhiên. Đó. Đúng không? Dạ. Cái nó một cái sen này thầy thích là cái sen này nó khác hơn là cái sen bắt dịp à nó đẹp lắm à đó. Ok nó dễ đó hả giờ dạ. Quý vị thấy làm đơn giản vậy đó nhưng mà xoay mấy tháng sau đó quay lại là quý vị thấy một mùa sen nở đó hồ sen đó quý vị hay ở bên này nó có mấy cái sen đó. Dạ thầy đi cẩn thận à con thấy sáng này con thấy cá rồi nó bơi con lại kinh thì con nghe tiếng cá cứ lóc bóc ở ngoài hồ á thầy mà cả bên này cũng có ở ngoài hồ này cũng có nhiều lắm ít bữa nữa mấy cái sen này sắp sửa nở rồi nè à dạ đúng rồi à để quay cho quý vị cận cảnh đi ha để cho họ thấy đây thưa quý vị thấy đợt trước thầy trồng sen này thì đây là những cái búp sen quý vị thấy không ạ đó thì mai mốt nó sẽ nở rất là đẹp đó tuyệt vời rồi còn bên này là xoát súng hoạt súng thì đã thành công rồi hoạt súng đã thành công rồi hoạt súng thành công phải kiếm nhiều màu thế nhỉ dạ không dạ nhẹ nhẹ thôi vì để ý nha thầy nha
À, đây sụn thành công rồi. À, quý vị thấy không? Những cái búp sụn này mai mốt nó nở hết đó quý vị. Đó như vậy đó, đẹp lắm. Đó. Cái này sang nó cũng ra rồi phải không? Dạ đã rồi. Đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy thầy thầy đi dạy học á, lúc thầy rảnh thầy về chùa, thầy trồng cây vậy đó. À, tuyệt vời. Cái này thầy nghĩ là sen bắt dịp. À, vậy hả? À. Thầy còn phân biệt, thầy biết nhiều thì con biết sen đấy. Bạch diệp cũng là sen hồng nhưng mà là nó, loại bạch. Nó là sen bạch diệp á. À dạ rồi. Nó có cái đẹp của nó. Nhưng à rồi rồi. Cái sen Việt Nam. À tức là sen bây giờ là dòng sen ở nước khác. À. Cái này có đúng thầy, cái này ổn không? À cái này được này, cái này được này. Dạ. Yeah. Vậy đó. Dạ con vậy mà. Dạ. Nó à. Có sinh là nó sống. À. Đây này. Đây đây. Vì thế ông nhiên như tưởng nó chết rồi vậy á. À. Vậy á nhưng mà lại mãi mốt thành một hồ sen đó. Nó cần chút xíu xuống là nó sống. Dạ. Dạ. Hay. Dạ. À thấy sông sen lẫn vào. Sen này sen bạch diệp chứ đây sông sen sen hồng Việt Nam. Sen này tự nhiên con thấy sen nó mọc lên cũng đẹp. Dạ đúng rồi. Nó mọc đến cái chỗ này luôn á. Lên chỗ mình đi luôn. Đó. Đó. Rất đơn giản. Dạ. Mà con coi ha. Dạ. Là chỗ này nó lên bị gì. Hôm nay là tháng 10 thì đến mua sen tháng 5 năm sau là sen nở à. Thấy hay. Kêu quý vị thấy em nhá. Thầy thì làm vậy đó. Cứ quên đi, quý vị quên đi một thời gian sau thì tự nhiên một hồ sen đấy đó. Hay lắm. Nó còn thấy không? Dạ. Đây, ở đây chắc là nó. Cái này ít bữa là con canh nha. Dạ. Nhưng mà cái loại này nó nhỏ. Dạ dạ thầy đi cẩn thận thầy nhìn cái thanh. Dạ dạ. Quý vị thấy em đây là thầy thấy những cái cái này cái gọi là gì ta? Đài sen. Chỗ này nó sâu. À. Thành ra thầy phải trồng về để khi mà con đi trên này đó. Dạ. Giống như con đi trên hồ sen. À rồi 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 rồi. Dạ hết rồi không? Dạ. Ok. Tuyệt vời. Đây nè, mấy cái này vậy đó. Dạ. Cho nên mấy cái này vậy mà con trồng xuống là nó sống. À. Hay quá. Có cái rễ. Thầy, đâu này này. À. Đâu này có cái hồ này mà mình chưa có sen. À. Đó, rồi đó chỗ đó chỗ chỗ phát súng đó. Nhưng mà thầy sợ chỗ đó là nó bị mấy cái con súng đó. À rồi nó cạnh tranh nhau gì? Con súng. Vâng. À nó lẫn. Nó cái sen này nó yếu hơn cái súng. Ờ à, rồi rồi con hiểu rồi. Không cạnh nó súng với sen với nhau là. Vậy dạ. Đó, vậy đó mà nó sống. À, mai mốt rồi. À mai mốt mình đi đến đài sen là thấy sen nó mọc như chân luôn mình luôn, đi giữa chân mình luôn á. À, đó đó. À hay quá. Cái là thầy. Dạ. Chứ con thấy cái chỗ này hồi xưa đó đâu có cây đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mỗi lần thầy về là thầy đi trồng. Dạ đúng rồi. Trồng. Hay quá. Tuyệt vời chứ. Dạ. Cái này đó là súng này là mình phải trồng nhiều loại khác nha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, mình đã thành công với súng 1 tỷ này rồi thì mai mốt trồng súng trắng này. Đỏ như vàng này, vàng mình có mà nó chua mình có sân sụn màu vàng đó mà. Có. Như là trắng rồi vàng rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cái này đó, bây giờ thầy nghĩ như thế này. Dạ. Để thầy nói mà chú gì đó. Thì cái này con có thể đào nó sâu xuống một chút. À. Ồ, ok. Dạ rồi. Rồi đó. Cái này nó chặt nè. Đào sâu xuống dưới. Rồi cái chỗ này làm vách tựa. Rồi, thế tựa xây thêm bốn hàng gạch cỡ giờ vậy đó, hàng gạch thêm. Ba hàng gạch thêm nữa. Ở đó. Rồi là sau đó mình làm sen thôi. Đổ đất vào là mình làm sen thôi ha. Chống thấm. À chống thấm đàng hoàng. Thành ra mai mốt đó. Dạ. Con ngồi đây. À. Con ngồi đây con thấy sen nó mọc sau lưng mình. Dạ. Quý vị thấy không? Thầy ngồi dưới gốc ổi thầy trồng luôn đó. Đấy, cái xa kia là chạnh điện. Đấy, nhìn chẹo lên đây thì là chùa một cột. Tuyệt vời chưa? Xa kia là tháp Đại Giác. À. Hôm trước là chú gì đó chú thấy dưới này là nhà mấy kilo cá đó. À rồi, cái đất chú Trương, đất chú Trương. Dạ. Thấy nó kêu bốc. Có con lại khinh ngay tiếng bốc ngoài. Dạ. Dạ, anh yeah. Chị Đức Phật. Ba người đây. Dạ. Nó giữ ẩm là hơi nước luôn. Dạ, yeah. À giữ ẩm hơi nước. Dạ. Xanh rất phật. Mà thứ hai là mình phát hiện là mình sẽ làm phân bón thầy có thấy à? Cái này như là hết rồi phải không? Hết rồi thầy. Nó dồn vào phân được không đó. Bây giờ con ra con coi thầy. Dạ. Đi. Quý vị đi xem thầy đi lấy lục bình. Lục bình thầy sẽ thả trên cái hồ.
Ở thằng chùa thầy xây mấy con sư tử với quý vị. Ai mà sư tử đấy quý vị. Sư tử nhá. Rồi lát nữa để quay cho quý vị xem con này. Đây là con hồ núp lùm này. Ai mà bảo yếu bóng gió là sợ con hồ nó luôn á. Đấy, quý vị thấy con hồ này không? Đó, hồ đó. Dạ. Con lấy lên. Dạ. Rồi cái con cắt nè. Dạ. Con cắt cái rễ nó. Dạ. À, quý vị quay quý vị có cổng chùa này đã à, quý vị thấy chưa đẹp chưa à, đây là lục bình nhé quý vị. Cái này thầy cũng trồng ngày xưa thầy đưa về thì trồng đây thầy đúng rồi à, quý vị thấy một cái vườn lục bình này không, một cái hồ đó luôn thầy à. Thôi thầy đừng có lại chứ không thầy lại quay đấy những cái liễu đó quý vị, cái liễu đó thầy trồng đấy thầy ha, liễu đẹp chưa, liễu rủ đó mấy cái này hồi xưa là thầy làm hết à, thầy làm hết. À, còn đến góc quay này đẹp này, góc quay này đẹp. Thấy từ từ thầy xuống thế nhá. Từ từ xuống. Đó, quý vị thấy chưa? Lục bình vậy đó. Chỉ cần vài ba cây thôi ha. Ít cây thôi là nó sẽ phát triển. Cái này đó. Dạ. Cái này là nó giữ nước. À, giữ nước. Con thiết nó xanh xôi nảy nở rất là nhanh. À. Đồng thời là cá đó. Dạ. Ăn mấy cái này. À, rồi. Được rồi. Vì quý vị thầy cụ chắc cụ 50-80 rồi. Rồi rồi. Đó, rồi, đây là lục bình quý vị nha. Đây con coi ha. Dạ. Con chưa mày mốt nó nở đầy. Ừ. Và cái rễ của nó. Dạ. Rất là tốt cho cái chuyện mà cây. Dạ, ươm cây chết cây. Đấy, quý vị những cái tấm giống này là thầy đem từ Việt Nam đó cái thầy ha. Đó, thầy trồng lên thành những cái này ở bên Ấn Độ cũng có. À, tấm giống này ở Ấn Độ cũng có nha quý vị. Đó mà thầy đem từ một vài cái bụi tấm giống thôi mà trở thành những cái khóm này. Rất là nhiều khắp chùa luôn quý vị. Khắp chùa luôn. Không hạc ấy, không hạc chào thầy đấy quý vị. À, quý vị thấy chưa, thầy đang đi nghe không hạc biết thầy là họ chào đó, quý vị thấy hay không? Dạ. Rất là đơn giản. Dạ. Mà cái bông nó lên cũng đẹp lắm. Dạ. Mấy chú nè, dạ. Không biết mà nó giữ nước nè. À. Đó, ok, vì thế ông thầy diện thầy vậy thôi đó. Rồi mai mốt là thành một vườn lục bình, vừa sen vừa lục bình. Hay quá. Đẹp. Đẹp quá. Quý vị thấy trời đẹp không? Nó cái cá đó. Dạ. Nó lại nó ăn cái rễ luôn. À, cá lại ăn rễ. Ừ. Tuyệt vời. Mấy cái cây này là con phải kiếm cho nó không hồi nó chết như cây. Cái này cái gì đó? Cây này như cây thuốc đó con. À dạ 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 dạ. À, dạ. Nói con thấy có gì dạ. Đó, ít bữa cái nó lên và nó giữ được cái nước. Hả? Giữ nước rồi thầy. À nó không, nó giữ được cái độ ẩm. Độ ẩm. À. Cái đất ẩm. À. Thầy nghĩ. Nó cho nó xuống này đi. Dạ. Không? Dạ. Hôm nay thầy coi á, mấy cái chỗ này được mình làm. Dạ. Đó, quý vị thấy không? Đó. Thầy trồng sen á, bây giờ thầy cho chị đặt vào. Đó.
vời. Lúc bữa là con chỉ tưởng tượng là tự nhiên cái sen nó lên đây. Dạ. Thấy không? Dạ dạ. Nhưng dạ. mà cái chỗ này đó. Dạ. Cái chỗ này thầy nghĩ có lẽ mình dỡ cái này là phải cho đất lên. Đúng rồi, con mới đang định nói với thầy tại sao con này hơi thấp thầy. Hơi thấp. Không thì hồi đó là tính để nghỉ này, nhưng mà khi mà nước mưa lên đó. Đúng. Bây giờ nó chứ chảy ra. Dạ dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ, tuyệt vời. Rồi thầy đi lấy đi. Rồi đẹp quá quý vị, thầy đi lấy lục bình không? Nặng quá, đứa con đưa cho thầy. Rồi. Một tay. Ok ok. Ok. Quý vị thầy cu lấy lục bình á. Đây, bên này này. Cảnh đẹp không? Quý vị thấy là thầy cái câu này đẹp không? Đó. Đấy. Chút thiệt không? Dạ đúng rồi, nó mọc bóng nữa thầy kìa, bóng màu tím á. Dạ hay quá. Đó. Để con mở cửa cho. Đấy đi à, đi đằng này cho lẻ thôi. Đây, mời thầy. Đó. 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 Dạ, quý vị thấy chưa? Thầy thả vậy đó, nhưng mái một nó thành một lục bình á, một vườn á, quý vị. Tuyệt vời. Đây có nước đang lên. Dạ. Rồi cá nó ăn nữa. À, cái này còn con nè. Dạ, đấy xạ, đó. Đó, con coi cái cách này. Dạ. Nó cũng dễ thôi. Rồi, quý vị xem thầy trong xạ nhá. Một chút thôi thầy đi trong này, sen này, rồi à, lục bình này, cho xạ quá quý vị. Đây cái bình như này. Đó. Trời đang đất ẩm thầy. Đó. Đó, quý vị thấy chưa? Mày mốt thành một củ mùi xà bự đó quý vị. Bữa dạ. Quý vị đang đo mùi xà như vậy đó. Đó, vậy đó. Đầu tiên là thầy cắt ra để cho mọc rễ, để ngâm với nước quý vị, để cho nó mọc rễ cái đó. À, mọc rễ sắm thì quý vị cho lúc nào thời tiết trời mưa, đất ẩm á. Đó, quý vị đi như thầy. Đó, một cái que. Cái đó hơi khô phải không thầy? Đúng rồi. Ok. Thầy không cho tí nước vào, cho ẩm. Đó. Đó. Dạ rồi. Đó. Quý vị nhìn đơn giản vậy thôi á, nhưng mà một nó phát triển thành những cái khóm xà rất là nhiều, khắp chùa thầy trồng khắp chùa quý vị. Ở đây cả trăm người ăn xà mà dùng thoải mái. Dạ. Dạ. Hồi nãy nó trồng này kia sát quá. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, mình trồng này. Sửa vậy á. Mà cái xả này con trồng là nó không có muối. À, quý vị nhớ nhá, trong cái xả này là không có muối nha. Rắn luôn phải không thầy? À, rắn luôn. À, hay quá. Tuyệt vời. Quý vị thấy chưa? Thầy này giờ thầy làm xíu vậy á, sen súng rồi là lục bình, dạ tuyệt xạ nữa, tuyệt vời. Bữa cái này nó lên. Dạ, rồi ok, tuyệt vời. Rồi chào tạm biệt quý vị. Bây giờ là mình thầy có nói gì không? Có một cái cử chỉ. Dạ. Dạ. Đó, một lần. Nó còn trong có mấy cái lục bình mà thầy bỏ nè. À, để con lấy ra ha. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, xin chào quý vị.